Alo, cho hỏi phải số điện thoại của bé Thư không? À, bé Thư hả? Bốc ba nè con. Bốc ba Hành Thịnh đó, không cũng nhớ bé Thư. Ủa, lâu nay không về quê chơi, Tết nhất không về quê con? Mô Phật chung nhớ luôn không âm mà nói chuyện, mà nói chuyện với ông bà mày nè. Ha, ông bà không biết bà nói chuyện cha mà. Alo, alo, con bé Thư ha, Thư cừ cái quần què à gì cừ, nói chuyện với ông mà mày cừ mày. À, ông bà khỏe. Con khỏe không ba, má khỏe không con? Nói chung là lâu quá là cũng không có lên quê chơi, ông bà gia đình nhớ gọi điện cho con. Nói chuyện với vợ ông không? Không, bà gặp nó nè, bà gặp nó nè. Alo, alo, chờ bé Thư hả? Có chồng rồi chưa con? Có tranh thủ kiếm một đứa đi chơi cho bà, có cha bé chưa? Lớn rồi con đâu đẹp lành con mẹ gì mà không có chồng, con rồi é luôn á. Nói chuyện với ông Xá này, ông nằm liệt giường ông muốn nói chuyện. Alo. Alo. Alo, trẻ trẻ mà điếc không nghe bài. Alo, đứa nào đâu à, cự biết à. À, bé Thư hả? Ông Mậu nè con. Ông Mậu. Phải không? Phải không? Phải không? Dạ khỏe. Ông không có khỏe, ông không có khỏe. Nói lớn lớn này ông biết ông không có nghe rõ. Mày nói gì mà mày vừa nói vừa cười mày lo lòn rồi là nghe. Nói chuyện với cháu ông nè, có gì nó nói lại với ông nha. Cháu ghế ông nha. Cười tôi quýnh thấy mẹ mày cười hoà. Chị Thư hả? Dạ em là bé Thủy hả chị? Dạ em mới Thủy Hành Thảnh á. Ủa chị Thư, chị không lên về quê chơi hả? Dạ. Ơi lát với chị có lên Minh Long chơi không nhở? Dạ em. Sao? Mọi người kêu chiều xuống mà. Dạ tối mới xuống chứ chiều nó đi thác nước mà. Em là bạn của anh Vũ á. Dạ. Ôi trời, chiều gì nên chị không lên hả? Ủa sao kỳ vậy? Ôi gặp anh Long này, có anh Long này. Alo, Thư ạ. Anh Long nè, nãy giờ nói chuyện với em. Sao em? Em có lên đây chơi không vậy? Để coi nghiên cứu, để lên thác xong mới xuống vậy nha. Cái gì anh gọi điện mới được. Bây giờ tôi chuẩn bị lên thác rồi, chuẩn bị cho anh lên thác nước rồi, có gì xuống sợi sau ha. Bây giờ lên đây đi rồi đi chơi chứ. Vậy nghe. Cái gì gọi lại.